Huyền rất là hân hạnh được đứng trước chi nhánh cửa hàng 837 Quang Trung, phường 12, quận Gò Vấp của váy Emmy. Như các chị đã biết, thời trang Emmy luôn là sự lựa chọn tuyệt vời của phụ nữ Việt, đặc biệt là những nàng yêu thích sự thoải mái và sang trọng. Chính vì vậy, tháng 11 năm nay, Emmy có một chương trình khuyến mãi cực lớn dành tặng cho các chị của em. Các chị có đang mong chờ nó là gì không ạ? Ngay bây giờ mình hãy theo chân Huyền và Ngân vào cửa hàng để khám phá xem hôm nay mình có chương trình ưu đãi gì các chị yêu nhé. Huyền rất là vui và háo hức khi được giới thiệu đến các chị yêu một chương trình sale đặc biệt ngày hôm nay với 7 mức giá rất là hấp dẫn: 199.000, 299.000, 399.000, hay là 450.000, 550.000 các chị yêu nhé. Vé Emmy đang có hàng ngàn những cái mẫu siêu hot đang được sale với những mức giá cực kỳ hấp dẫn. Chẳng hạn như cái em đồng này ha các chị ha, đang được sale chỉ có là 199.000 thôi, mọi người đang rất là xuất sắc luôn á các chị. Và bây giờ còn chần chờ gì nữa các chị yêu của em ơi, hãy nhanh chóng đến với ba cửa hàng của váy Emmy để mua sắm thả ga không lo về giá. Sở hữu một mẫu đầm xinh với 7 mức giá sale thật luôn là một điều tuyệt vời không thể nào bỏ lỡ trong dịp tháng 11 này, đúng không các chị yêu? Ngay ngày hôm nay, những mẫu hot nhất mới nhất đã được váy Emmy treo sẵn trên kệ cho các chị yêu của em đến và ghim về nhà thôi nè. Ngay bây giờ mình hãy ghé qua Emmy gần nhất, địa chỉ là 454 Nguyễn Bắc Đức, phường Hà Thạnh, quận Tân Phú, hoặc là 837 Quang Trung, phường 12, quận Gò Vấp, hoặc là 263 Lê Văn Việt, phường Hiệp Phú, quận 9 để trải nghiệm ngay cơ hội có 102 này nha các chị nha.